Xin chào toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân lại đang có mặt tại xóm Trăng Trong, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình. Ngày hôm nay Ngân lại về thăm lại gia đình của nhà bà Sạn theo cái hành trình với chỗ anh Bùi Quang Nhu là chủ của nhà dạp Phong Dạp Đám Cưới Quang Nhu, cũng như là chủ nhiệm của câu lạc bộ yêu văn nghệ Mường Thàng. Thì ngày hôm nay biết được cái hoàn cảnh của nhà bà Sạn là còn nhiều cái khó khăn, đặc biệt là chưa có bếp ga để có thể là phục vụ cái công việc sinh hoạt, cho nên là anh Nhu đã có cái tình cảm là muốn gửi tặng cho nhà bà Sạn một cái bộ là bếp ga mới. Chính vì thế là ngày hôm nay anh em mình đang có mặt ở đây để vào thăm lại bà, cũng như là trao cái món quà thật là ý nghĩa trên, cùng với số bạn Thịnh. Bạn Thịnh thì cũng làm bên tiệm tóc Kiên Thịnh ở xóm chợ xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Bây giờ thì mời toàn thể các cô chú, các anh chị cùng anh em mình với Ngân vào bên trong để thăm gia đình của nhà bà Sạn nhé. Đây, con đường vào chỗ nhà bà Sạn thì vẫn như trước, vẫn rất là rộng rạp, vẫn rất là cái gì nhỉ? Lầy lội luôn. Vâng, từ sáng anh em đi mệt quá, bây giờ bí cả từ để nói rồi các cô chú, các chị ạ và các bạn ạ. Đây, con đường vào nhỏ tí này. Đấy, hôm nay là chủ của một nhà phong dạp và cũng là chủ của một câu lạc bộ yêu văn nghệ mà hôm nay là phải bác bình ga là biết là như nào rồi. Bà ở nhà ạ. Bà chắc chưa nghe cái gì cả. Nặng à? Giám đốc mà phải vác mệt. Hôm nay cả bạn Thịnh cũng phải bê đây. Đây. Chào bà nhá. Vâng, bà còn nhớ cháu không? Thế tên cháu là gì hả bà? Bà còn nhớ tên cháu không? Còn nhớ cháu, cảm ơn. Vâng, cảm ơn bà còn nhớ cháu. Vâng. Bà ơi, đây báo cáo với bà, đây là chỗ anh Nhu. Vâng, anh Nhu là chủ của cái phong hoạt đám cưới Quang Nhu, cũng như là chủ nhiệm của cái câu lạc bộ yêu văn nghệ Mường Thàng ở bên chỗ chợ Dũng Phong á. Thì qua những cái hình ảnh mà chia sẻ trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc thì chỗ anh Quang Nhu thì cũng biết được là hoàn cảnh của bà còn nhiều cái khó khăn. Đặc biệt là đến nay thì bà mới ở với hai cháu thì cũng chưa có cái bếp ga để nấu nướng. Hàng ngày thì phải nấu bằng củi rất là vất vả. Cho nên là hôm nay thì chỗ anh Nhu là về đây để tặng cho bà một bộ bếp ga mới, với lại xoong nồi với chảo nữa để tiện cái việc nấu ăn sinh hoạt hàng ngày bà. Vâng, bếp ga mới luôn. Lắp luôn anh nhỉ? Lắp luôn đi ra. Vâng. Đấy. Rồi, hai cháu này từ hôm giờ có... Nào, Vân, từ hôm giờ có học giỏi không? Có. Có á? Cháu có chứ. Vậy cháu có chú ạ đi chứ. Hay lần sau phải nói thế nhá. Thế còn cậu Bảo này có học giỏi không? Cô giáo chưa thi. Cô giáo chưa thi á? Dạ. Ôi giời ơi, thế hôm nay được điểm mấy rồi? Không biết luôn. Mà sao thấy đồ đạc lung tung thế này? Bảo bày. Ai là người bày ra? Bảo bày à, giả bày. Ôi thôi, chết rồi, cái này. Xếp lại đi, xếp gọn nào, bây giờ hai chị em dọn dẹp sạch sẽ này, chỗ này tí thế nào. Thôi bây giờ không đổ tội cho ai nữa nhá. Cháu biết hoàn cảnh của gia đình bà qua cái chỗ anh Ngân, cái kênh Cuộc Sống Tây Bắc, thì cháu biết được cái gia đình bà cũng thuộc trong một trong những cái hộ gia đình cũng rất là còn khó khăn. Trước tiên là bà đã tuổi cao rồi, nhưng hai nữa là hai bà còn phải lo cho hai cháu, vì các con trai con dâu của bà mà đi làm ăn xa do cái tình hình dịch bệnh Covid, cho nên là hai con cũng không về được, mà không làm ra được tiền, cũng không gửi gì cái tiền về cho bà được, cũng là hai cháu sinh hoạt qua những cái tháng vừa rồi. Nên qua cái kênh Cuộc Sống Tây Bắc cháu thấy vậy, thì hôm nay cháu cũng có chút quà để mang sang để tặng gia đình, cũng như
tặng cho bà một bộ bếp ga để cho cái gia đình cũng như là của bà với hai cháu đỡ khó khăn trong những cái thời gian tiếp theo. Qua đây thì cũng xin chúc sức khỏe bà cũng với cùng các cháu là luôn luôn sức khỏe để làm sao để vượt qua những cái ngày khó khăn trong cái thời điểm Covid này. Xin chúc sức khỏe bà và xin chào toàn thể quý vị. Nhưng mà cảm ơn cháu đây nha bà nha. Em bà còn xuống bao nhiêu để ăn với các cháu bao nhiêu. Nhưng mà sau này các cháu còn thấy hai cái con này còn lâu dài. Và thì cũng hy vọng rằng trong những thời gian tiếp theo, kênh Nhịp Sống Tây Bắc cùng toàn thể các mạnh thường quân cùng toàn thể những người hảo tâm còn quan tâm và giúp đỡ gia đình của bà và hai cháu cũng là con cái của cháu được nhiều hơn. Cháu chào bà. Cháu là Thịnh, cháu ở bên Dũng Phong, ở Dũng Phong ấy ạ. Hôm nay cháu biết tin là anh Ngân với cả là anh Nhu sang đây thăm bà nên là cháu cũng theo chân sang để thăm bà. Cháu cũng chẳng có gì gọi là của ít lòng nhiều ạ. Là có cho bà một ít đồng để bà mua mắm mua muối, mua cân gạo ạ. Cháu cháu chúc bà sức khỏe, cả các cháu cũng học giỏi, mạnh khỏe và sống lâu bà nhé. Cháu mạnh khỏe đó, may mãi đấy. Bà ơi, thế bây giờ thì bà xem là muốn lắp cái bếp ga chỗ nào thì cố gắng dạy để chỉ cho chỗ anh Nhu để anh ấy lắp cho sáng được nhá. Cho sáng sáng nhá. Chỗ nào không dồn mưa thì đâu chỗ nào chỗ này nhá, hay chỗ này dồn mưa cút, hay chỗ này chỗ này chỗ này nhá, hay chỗ này đi cho chỗ này hợp lý hơn, đằng này nó gần gần đấy. Chỗ này đi, cái tạm đây đi ra nhá, cái tạm để rồi nhấc đây tí cái cho vào đi đó. Chỗ này là không dồn mưa chứ bà. Tạm để ra. Bà ơi. Tạm để ra. Không nữa. Bà ơi, chỗ này là không dồn mưa phải không ạ? Vâng. Chỗ này nó dồn mưa. Chỗ này dồn không ạ? Có. Thế thế đây, thì để đây luôn. Thì để đây luôn. Thế để bên ngoài đi còn nhà anh ạ. Thì để đây luôn. Thì tạm đây tí mới bố trí cái bàn sau. Đây bố trí bàn đó. Cứ tạm thế này đi đã. Để bác hướng dẫn, bác hướng dẫn này. Bà biết nấu cái này chưa bà? Bà biết nấu bếp ga chưa? Bà chưa biết ạ. Em biết rồi. Tập đi. Ấn vào. Thử thế nào Vân, ngồi xuống thế nào. Ấn vào. Rồi. Bảo. Ấn vào. Ấn xem anh ơi cho cháu tắt thử xem biết tắt không? Tắt đi. Tắt thử thế nào? Rồi. Xong rồi anh hướng dẫn các cháu chỉnh cái lúc mà khóa nguồn ga luôn anh ạ. Tiếp ấn mở lại tiếp, ấn vào đã. Đó. Cho nhỏ xuống. Shit. Nhỏ xuống này. Ôi shit. Bà gà đấy. To lên. Không bỏ lên. Có cái bếp ga các cháu tắt. Lần đầu tiên trong nhà mình có. Ê, tắt này. Anh chị và các bạn cho nên là đó. Các cháu nhìn rất là à, lạ. Rồi, cho nhỏ. Tắt. Tắt. Rồi. Anh Nhu ơi, anh hướng dẫn cho các cháu rồi. Luôn cái khóa trên đấy, trên cái bình ấy. Để các cháu tin tưởng cũng an toàn. Lại nhá. Đấy. Mới ra ấn vào nút này. Đó. Rồi. Mở. Tắt. Mở. Tắt. Đấy. Mở ra. Ấn vào đây mình nấu nhá. Thế con nồi này là cứ cho... À đấy, anh bảo là cái nồi mà anh tặng thêm ấy. Đây. Cái nồi nấu này là nấu canh, cái nào nấu nhiều thì cho vào nồi to nhá. Đấy. Có thêm mà bà ơi, có thêm mấy cái nồi nữa nhá. Ba cái nồi này. Đấy. Còn cái chảo đây. Chảo này, chảo rán nhá. Rán đồ. Đấy. Đấy, từ nay mà... Bà ơi, từ nay mà mưa gió mà không có củi thì không phải lo nữa rồi. Vâng. Vâng, cháu mang củi cho đây rồi. Đấy, cái này là củi bằng ga nhá bà nhá. Lần đầu tiên bà thấy cái bếp trong nhà có bếp ga đấy bà nhỉ. Đây. Vâng, 73 tuổi rồi mà lần đầu tiên là có bếp ga. Tốt. Cũng cổ các cô chú các anh chị ạ, cho nên là bà rất là mừng. Cháu làm phúc đây. Từ nay mưa gió nó đỡ vất vả rồi bà, không phải nhóm củi nó rửa gì nữa. Đấy. Hết ga thì lại đấy thôi, có bảo các cháu nó gọi điện thì có người mang đến cho. Vâng. Bà có thấy vui không bà? Bà có thấy vui không ạ? Có. Vâng.
Thế là vui là phải sống lâu hơn nhé bà nhá. Vâng, bà vâng. Muốn sống lâu đấy. Vâng. Đấy, có bếp ga rồi thì mấy đứa này, hai cháu này là phải nấu xong phải lau đi nhá. Nấu cái này không phải là dĩa lau, cái này là cái cồng mà cái này khỏi nóng. Cái này không phải dĩa lau, nấu xong phải lau đi. Lau những cái này sạch sẽ đi. Đấy. Lúc nào mà nấu xong là phải lau chùi sạch sẽ cho nó bền lâu nhá. Đấy, Vân nhá. Rồi. Nhưng mà bà khổ cho nên bà sống được bao nhiêu? Vâng. Vâng, thôi cố gắng bà. Vâng. Vâng, bà khổ vất vả như trời thương chắc cho bà sức khỏe này, cho bà cái tuổi thọ nó được trăm tuổi đấy bà. Ừ, đấy, nhỏ tiếng đấy nhá. Vâng. Thì bà mạnh khỏe may mắn. Vâng. Không bệnh tật gì. Vâng. Bà mình có một cái nơi nó có mặt. Ừ. Cho sức khỏe cho cũng luôn. Ừ. Em mà cháu về đây nhá. Ừ. Về nhá. Cố gắng. Ừ, cố cố. Mồ hôi quá nhà nhỉ. Ừ. Thôi cháu xin phép chào bà nhá. Vâng. Dạ. Bà giữ gìn sức khỏe. Vâng ạ. Dạ vâng. Còn về là ba ơi. Các cháu mạnh khỏe may mắn. Vâng, cảm ơn bà. À, em cảm ơn anh Nhu nhé, hôm nay cũng vất vả cho anh rất là nhiều khi mà đồng hành với kênh Cuộc Sống Tây Bắc 2 chương trình. Anh cũng là một người có cái tấm lòng rất là cao cả khi mà chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn như này, thật sự rất là bất ngờ. Chẳng biết nói gì hơn, chúc anh cùng gia đình sức khỏe và công việc ngày kinh doanh càng phát tài phát lộc, phát triển tốt hơn để có thể là chia sẻ nhiều hơn đấy với cộng đồng cũng như những người đang còn gặp hoàn cảnh khó khăn ngoài cuộc sống nha anh nhé. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và xin chào mọi người nhá. Vâng, xin chào anh. Xin chào. Xin chào toàn thể các cô, các chú, các anh chị cùng các bạn ạ. Vậy là Ngân cũng đã vừa đồng hành với chỗ anh Quang Nhu trao cái phần quà rất là ý nghĩa. Đây là bộ bếp ga xoong nồi cho chỗ nhà bà và hai đứa cháu đang sống với nhau ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn ở xóm Trang Trong, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay. Thật sự rất là bất ngờ với cái món quà này, bởi vì là mình cũng không nghĩ là sẽ có cái món quà này dành tặng ông bà ngày hôm nay. Nhưng đấy, tất cả mọi cái đều, cuộc sống đều có những cái như là rất là thú vị. Xin cảm ơn anh Quang Nhu rất là nhiều đã đồng hành với kênh Cuộc Sống Tây Bắc, gửi đến cho ba bà cháu những cái món quà rất là ý nghĩa. Xin cảm ơn toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn đã theo dõi video của Ngân ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các cô chú, các anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào.